Chỉ thị 05 được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành có hiệu lực từ 18 giờ ngày 31 tháng 7, đã đưa thành phố sang một trạng thái mới, cách ly toàn xã hội. Chỉ thị này áp dụng theo nội dung chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, song nâng mức phòng dịch lên một biện pháp cao hơn, buộc người dân chấp hành nghiêm việc ở yên tại nhà và chỉ ra đường trong các trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có một số bộ phận người dân chưa nắm rõ, cố tình xin giấy đi đường của các đơn vị cơ quan, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại một số điểm chốt trên địa bàn. Ngay từ đầu tuần, tại chốt kiểm soát dịch Điện Nguyễn Phủ, Hà Huy Tập, số lượng người dân lưu thông trên đường khá đông, phần lớn là người lao động và đều có giấy đi đường, được các chủ doanh nghiệp hay các cơ quan có thẩm quyền cấp. Tất cả đều đã cũ, không theo quy chuẩn mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã đưa, nên rất khó cho việc kiểm tra, giám sát. Công an quận Thanh Khê đã huy động số lượng lớn cán bộ chiến sĩ đứng chốt để làm nhiệm vụ kiểm soát, đồng thời nhắc nhở để người dân hạn chế ra đường. Với những cái điểm chốt tuyến đông người giao thông thì chúng tôi huy động rất là nhiều lực lượng, tạo nên những nhiều luồng phân tuyến để kiểm tra, giám sát và có hướng dẫn. Không chỉ tại các tuyến đường huyết mạch, liên quận mà ở các tuyến đường chính ra vào khu dân cư, người dân vẫn còn ra đường, vẫn giữ thói quen đi chợ hàng ngày. Trong khi chỉ thị 16 yêu cầu gia đình cách ly với gia đình, phường cách ly với phường, quận huyện cách ly với quận huyện. Trước tình hình số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, thì việc chấp hành nghiêm chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố phải được người dân lưu tâm đặt lên hàng đầu. Trong cái tình hình chống dịch cấp bách hiện nay thì cái vấn đề mà ngăn ngừa người dân ra đường để mà tạo cho người dân một cái ý thức về cao hơn về phòng chống dịch thì tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương. Bên cạnh việc thực hiện nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân thành phố cần ý thức rõ hơn về việc không ra đường vào thời điểm này nếu như không cần thiết. Để ưu điểm của chỉ thị 05 phát huy hiệu quả, rất cần đến sự ý thức, đồng thuận và đoàn kết của người dân thành phố, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường.